Bây giờ đang ở quê đá, vừa đang đi du xuân này. Chào mọi người nhá. Hiện tại đang đứng ở hồ Khe Đá này. Được không? Năm nay rất vui của em rể ngoài Hải Dương về để cho lên tham quan hồ Khe Đá nhá. Đây. Ủa hát nhiều ơi. Thôi quay ra đi. Đang đi tham quan hồ Khe Đá. Lên chiều ơi. Đây là cái cống mà để người ta thoát nước hồ Khe Đá. Một cái view rất là đẹp. Xem có người nhiều người đẹp không? Cho vô hình nhưng mà. Cua đấy.